Hello, hi, chào tất cả các bạn. Bữa nay mình với con trai mình xuống thu hoạch cây quýt này nè. Các bạn thấy quýt không? Chín rồi nè các bạn. Những trái chín và những trái sống ở trên đó đó các bạn thấy không? Chiều chiều đó, những cái trái sống đó. Chiều chiều mình với con trai mình đi thu hoạch quýt. Mình mới chỉ nó cái cách mà nó thu hoạch. Đâu con chỉ cho mọi người coi xem mình. Khi mà trái quýt nó chín thì sao? Squishy. Nó hơi mềm phải không? Yeah. Đó giờ con đi check đi, con check cái trái nào mà mềm thì con vẽ nha. Yeah. Đó các bạn coi quýt nè, chín cũng nhiều lắm. Nhiều khi không có ăn. Còn cái này tí tô nè các bạn, mọc đầy hết trơn. Không có chỗ luôn. Chắc ngày mai phải làm gì ăn tí tô đó. Nè, cái trái này vẫn còn sống nè, cứng ngắc à. Cái trái quýt này của mình nếu mà mình không có bẻ sớm á, nếu mà ít trái á các bạn. Nó bự như vậy nè, bằng cái tay mình vậy nè các bạn. Nhưng mà nhiều trái quá thì nó chia ra nó nhỏ bớt. Đây cho các bạn coi quýt chín nè. Đó, cái màu vàng của nó thiệt là đẹp tuyệt vời luôn á. Đó, các bạn thấy không? Bữa nay Simon hello nè mình. Này con trai của mình, con trai Úc á. Đó, nó xuống này nó phụ má mì thu hoạch quýt. Rồi con đi kiếm ở trong, con đi ở trong con coi cái trái nào mà nó mềm á con cắt. Đúng rồi, giỏi. Con bỏ nhẹ nhẹ thôi, nó dập hết cho mình. Đó, cũng có nhiều trái xanh bắt đầu lớn lên lắm các bạn. Mềm không con? Phần cứng là chưa được nha con. Phần cứng nó chua lắm các bạn. Khi nào mềm á mình mở ra mình ăn thì mới được các bạn, nó dễ lắm. Đâu con check một mình cái trái đó coi sao mình. Ừ, cái nó cứng không? Nó còn hả? Thấy vậy chứ chưa có được nha các bạn. Đây nữa nè. Ở trong này nè các bạn. Coi các bạn thấy trái nè, thấy không? Không có check tới luôn á. Sao mình ơi, con vô in đời dưới này sao mình mới thấy nhiều trái lắm. Con check thử coi. Đây nè, check bị hai nè, right here. Cái trái này chín không? Cái nhỏ xíu nè. Mềm không? No hả? Rồi in đợi dưới đó, má mày thấy nó nhiều lắm. Con ngồi xuống phòng bò rồi, coi thử coi. Đó, bữa nay sao mình heo má mày. Đúng rồi. Nó mềm đâu, con switch cho mọi người coi coi con. Con bóp nó thế nào. Nó sụp sụp vô phải không? Đúng rồi đó. Đúng rồi, hai bạn thấy không? Ok. Mềm quá rồi. Con cầm cái gỗ theo. Đó, các bạn thấy trái không? Cái màu cam đẹp dữ lắm. Cái cây này nó cũng không có thiếu nước. Ông xã mình chưa có làm nước xong nữa nè. Vẫn còn thiếu nước dữ lắm. Đúng rồi đó. Sao mình thâu má mì thu hoạch wood. Đó là các bạn. Đó, rồi con bò vô trong thử coi. Chính hả? Ok. Có các bạn thấy trong này không? Trái nè. Đó, sao mình đang vô trong gờ nè. Nghe con. Rồi. Mì phụ. Đó. Good job Simon. Con cẩn thận. Con hơi xăm tham nó có gai. Ok. Nó rớt cái gì vậy con? Phải rớt ở trong kìa, rớt ở trong đó kìa. Được không? Đó. Rồi, con chui đây đi. In đời cái dưới đây nè. Con chui dưới đó con coi coi. Coi thử coi có không, có trái nào chín không? Phía bên kia nữa sao mình. Ok. Bóp mềm mềm á là nó chín rồi đó. Đừng có bóp mạnh quá nha con. Con thấy hơi sập sập là được rồi, cắt. Okay. Đúng rồi, trái gì là quá chín rồi thấy không? Nè các bạn, nó chín đó. Quýt mình dễ nhận biết lắm nha các bạn. Chín là nó như vậy ha. Nè. Nó rời khỏi cái lớp thịt với cái da nó rời khỏi nhau rồi ha. Sập sập mà các bạn.
Còn như vậy là chưa chín nè các bạn. Nè các bạn bóp mà nó vẫn còn cứng căng đều nhưng mà không có sọp ha. Cái đó là cách nhận biết quýt chín và quýt không chín ha. Nè, một cái mình bóp mình feel được nè, thấy các bạn thấy không? Đó, nó mềm mềm nè, thấy chưa, nó phập 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 nè. Còn như vậy là không được gì, còn cứng lắm. Mà khi mà nó còn cứng như vậy đó, nè nó mềm như vậy nè, các bạn coi nè. Đó, nó mềm như vậy đó, là mình ăn rất là ngọt. Còn mà cái kia mà cái ấy là nó chua lắm nha các bạn. Đó, sao mình thu hoạch quýt với má mì bữa nay. Đó, cũng được một khắp xưởng gỗ nè các bạn. Tại vì cái cây quýt này nó cũng hơi bị thiếu nước, hình ra nó trái nó cũng bị hơi khô cằn chút xíu. Ông xã mình xuống phụ làm cái hệ thống nước luôn nè. Ok, bây giờ sao mình lột thử một trái cho tất cả các bạn coi nha. Coi nó dễ lột không con? Easy. Dễ lột lắm ha. Nó separate ra luôn, thấy không các bạn? Đó, lột mình ăn thử coi ngọt không con. Cháy nước. Rồi con ăn thử coi ngọt không? Dạ. Dạ. Ngọt không? Cho mày miếng thử coi. Ngọt ha. Cho thì thử miếng úp cái gì miếng đi. Cái đang làm, đang làm hệ thống nước nè. Sao mình vẽ trái quýt chín nè, ăn thử đi. Ngọt không? Ngọt ngon ha. Đó, ảnh đang làm hệ thống nước đó các bạn. Quay cho tất cả các bạn coi cây quýt của mình. Trái dã man lắm, ăn không biết bao nhiêu đợt, hình như nó có quanh năm luôn á, không có lúc nào mà mình không có quýt ăn hết chứ các bạn. Nè các bạn thấy không, trái này, cái này một tớp này mình bẻ được gỗ chín nè ha. Xong rồi cái trên cây vẫn còn chín nữa ha. Rồi các bạn thấy, nhìn thấy những cái trái xanh lè đây nè. Đó, những cái trái xanh đã bắt đầu tấn tới nữa, cứ ăn hoài luôn, không có hết luôn á. Ok, mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn về cây quýt ha. Bữa nay Sa Bình giúp má mì thu hoạch quýt. Ok, bye các bạn.